bố thí, trì giới thanh tịnh, cúng dường cha mẹ và bậc tôn quý, tâm muốn cầu hơn nhiều, thì được sanh lên cõi trời 33. Nếu bố thí, trì giới thanh tịnh và ưa học hỏi, tâm ý nhu hòa thì được sanh cõi trời dạ ma. Nếu bố thí, trì giới thanh tịnh, làm cho hai việc này càng cao hơn, ưa vui nghe nhiều, phân biệt tốt xấu, ưa vui niết bàn, tâm say đắm công đức thì được sanh cõi trời đâu suốt. Nếu bố thí và có thâm tâm trì giới, nghe nhiều, ưa vui học vấn, tự lực sinh hoạt thì được sanh cõi trời hóa lạc. Nếu khi bố thí, trì giới, thanh tịnh càng sâu, ưa vui nghe nhiều, tâm quý mình nhiều, không thể tự làm khổ, theo người khác tìm vui thì được sanh cõi trời hóa tự tại. Ở đây người khác suy nghĩ phương tiện siêng năng hóa làm nữ sắc năm dục tự tại đoạt lấy cho mình ví như người dân tự khổ thân tạo tác người khác dùng sức mạnh đoạt lấy. Lại nữa trong khi bố thí do nguyện lực nên xanh cõi trời. Như trong kinh nói có người tu bố thí chỉ giới chút ít không biết thiền định người ấy nghe có trời từ thiên vương tâm thường trí nguyện đến đó. Phật nói người ấy mạng chung được sanh cõi trời từ thiên vương chắc có lẽ ấy. Cho đến sanh cõi trời tha hóa tự tại cũng như vậy. Lại nữa có người bố thí trì giới, trong khi tu bố thí tâm được an vui. Nếu thí nhiều thì vui cũng nhiều. Suy nghĩ như vậy bỏ năm dục trừ năm triền cái vào sơ thiền cho đến vào cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng cũng như vậy nghĩa của bốn thiền bốn vô sắc định như trước nói lại nữa có người bố thí cho Phật và đệ tử Phật theo đó được nghe giảng đạo pháp người này nhân sự bố thí đó tâm được nhu nhuyến trí tuệ minh lợi tức phát sanh tám thánh đạo phần đứt ba kiết thân kiến giới cấm thủ nghi n d chứng được quả tu đà hoàn cho đến chứng Phật đạo cũng như vậy Nhân sự bố thí được nghe thuyết pháp ấy, bên pháp tâm vô thượng, tránh đẳng tránh giác. Lại nữa, người chưa lìa dục mà bố thí, được sanh làm người giàu sang và sanh cõi trời lục dục. Nếu lìa dục mà bố thí, thì được sanh cõi trời phạm thế cho đến cõi trời quảng quả. Nếu tâm lìa sắc mà bố thí, thì được sanh cõi trời vô sắc. Vì cầu Niết bàn lìa ba cõi mà bố thí, thì được quả thanh văn khi bố thí, chán ghét ồn ào, ưa vui nhàn tịnh, ưa trí tuệ sâu xa thì được đạo quả bích chi Phật. Khi bố thí, khởi tâm, đại bi muốn độ chúng sanh, có trí tuệ thanh tịnh rốt ráo sâu xa bậc nhất thì được thành Phật đạo. Kinh, lại nữa, này giá lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành bố thí bát nhã ba la mật do lực của tuệ phương tiện nên có thể đầy đủ thí ba la mật giới ba la mật nhẫn nhục ba la mật tinh tấn ba la mật thiền ba la mật bát nhã ba la mật xá lợi phất bạch phật rằng bạch thế tôn bồ tát ma tát làm sao khi bố thí do lực của tuệ phương tiện nên đầy đủ thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật phật bảo xá lợi phất vì tướng người thí người nhận và tài vật đều không thể có được nên có thể đầy đủ thí ba la mật vì tướng tội không tội không thể có được nên đầy đủ giới ba la mật vì tâm không động nên đầy đủ nhận ba la mật vì thân tâm tinh tấn không giải đại nên đầy đủ tinh tấn ba la mật vì không loạn không ưa đắm nên đầy đủ thiền ba la mật vì biết tướng hết thải pháp không thể có được nên đầy đủ bát nhã ba la mật Luận, nghĩa chữ đầy đủ trước đã nói rộng, tuệ phương tiện trong đây nói chính là ba sự không thể có được vậy. Ba sự là người tí, người nhận, vật tài N. D. chấm. Hỏi, tuệ phương tiện là có thể thành tựu việc ấy, không gì phá hoại, cũng không gì tạo tác xong nay phá cả ba sự ấy thì lẽ đáng đọa vào đoạn diệt cớ sao nói đó là tuệ phương tiện. Đáp, có hai thứ không thể có được một Được không thể có được. Đắc bất cả đắc. Chấm. 2. Không được không thể có được. Bất đắc bất cả đắc. Chấm. Được không thể có được là đọa vào đoạn diệt. Nếu không được không thể có được ấy là tuệ phương tiện không đọa vào đoạn diệt. Nếu bố thí không có tuệ phương tiện thời chấp thủ tướng ba sự. Nếu cho ba sự không thời chấp thủ vô tướng. Có tuệ phương tiện thời từ xưa lại đây không thấy tướng ba sự, vì vậy tuệ phương tiện không đọa vào có và không. Lại nữa, khi bố thí phá hoại các phiền não, ấy gọi là tuệ phương tiện. Lại nữa, đối với hết thảy chúng sanh, khởi tâm đại bi bố thí, ấy gọi là tuệ phương tiện. Lại nữa, trong vô lượng đời quá khứ vị lai tu phước đức bố thí, đều hồi hướng đến vô thượng, tránh đẳng tránh giác, cũng gọi là tuệ phương tiện. Lại nữa, đối với công đức của ba đời mười phương Phật và đệ tử Phật đều ước niệm tùy hỷ bố thí và hồi hướng đến vô thượng tránh đẳng tránh giác, ấy gọi là tuệ phương tiện. Các lực như vậy là nghĩa của tuệ phương tiện, cho đến bát nhã ba la mật tuệ phương tiện cũng như vậy. Kinh lại nữa, này giá lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được công đức của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, nên học bát nhã ba la mật. Luận Hỏi: Công đức Phật quá khứ đã diệt, công đức Phật vị lai chưa có, công đức Phật hiện tại không thể có được. Lại công đức của Phật ba đời đều không thể có được, cớ sao nói muốn được công đức Phật ba đời nên học bát nhã ba la mật? Đáp: Không phải nói muốn được công đức của Phật ba đời mà nói tự muốn được công đức như Phật ba đời không giảm thiểu, vì cớ sao? Vì công đức của tất cả Phật đều bình đẳng, không nhiều không ít hỏi, nếu như vậy cớ sao nói Đức Phật A-di-đà sống lâu vô lượng ánh sáng chiếu ngàn vạn ước do tuần vô lượng kiếp độ chúng sanh? Đáp, thế giới chư Phật có nhiều thứ, có thế giới tịnh, có thế giới bất tịnh, có thế giới lẫn lộn như Phẩm Kinh Cõi Trời 33 nói. Phật an cư ở cõi trời 33, giờ tự tứ đến, mà bốn chúng lâu không thấy Phật lo buồn không vui, sai mục liên bạch Phật rằng. Bạch Thế Tôn, cớ sao bỏ chúng sanh ở đây mà lên ở cõi trời kia? Bây giờ Phật bảo Mục Liên, ông hãy xem ba ngàn thế giới. Mục Liên nhờ Phật lực liền thấy các đức Phật, hoặc vì chúng sanh nói Pháp, hoặc ngồi thiền, hoặc đi khất thực thi tắc các Phật sự như vậy. Mục Liên liền năm vóc gieo sát đất. Lúc ấy núi Tu Di cao ngất động mạnh, chư thiên đều rất sợ hãi. Mục Liên khóc rơi lệ, cúi đầu bạch Phật. Phật có tâm đại bi không bỏ hết thảy làm các việc như vậy hóa độ chúng sanh. Phật bảo Mục Liên, điều ông thấy rất ít quá chỗ thấy của ông về phương Đông có quốc độ đất thuần bằng Hoàng Kim, đệ tử Phật ở cõi kia đều là a la hán đủ sáu thông không chướng ngại. Lại quá khỏi đó, phương Đông có quốc độ đất thuần bằng Bạch Kim, đệ tử Phật ở cõi kia đều học đạo bích chi Phật lại quá cõi đó, phương đông có quốc độ đất thuần bằng bạch ngân. Đệ tử Phật kia đều học bích chi Phật đạo, lại quá cõi đó, phương đông có nước thuần bảy báu, đất kia thường có ánh sáng vô lượng. Đệ tử Đức Phật kia hóa độ thuần là các Bồ Tát đều được các môn tam muội các đà la ni, ở địa vị bất thối chuyển. Mục Liên nên biết các Phật kia đều là thân ta như vậy vô lượng thế giới nhiều như các sông hằng ở phương đông, có thế giới trang nghiêm, có thế giới không trang nghiêm, đều là nơi thân ta làm Phật sự. Như phương đông, các phương nam, tây, bắc, bốn góc trên dưới cũng như vậy. Vì vậy nên biết thích ca văn Phật còn có thế giới thanh tịnh như thế giới Phật A-di-đà. Phật A Di Đà cũng có thế giới nghiêm tịnh và chẳng nghiêm tịnh như thế giới của Thích Ca Văn Phật chư vật đại bi, thấu suốt xương tủy, không kể thế giới tốt xấu, chỉ tùy căn cơ đáng độ mà giáo hóa, như mẹ lành thương con, dẫu con bị chìm hầm xí, cũng riêng tìm cách cứu vớt, không cho là xấu bẩn. Hết cuốn 32 theo bản hán.